Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay mình đi ăn bún bò giò ở đường ở chợ Bân Mê Thuật. Đây là bà chủ quán này. Liên bán một ngày bao nhiêu ký bún Liên? Bán ngày nhiêu ký bún Liên? 40 ký. 40 ký à? Bán cả ngày luôn à? Dạ. Chiều bà chiều bán cái gì? Bún bò giò heo luôn. À, ngày là 40 ký. À, bán vậy nhiêu tô Liên? 30, 35, 40, 45 à vậy hả? Bà chủ quán này tô vậy là tô bún là 30 ngàn. Tô vậy là 30 ngàn. Đây là quán này có 10 bàn nha mọi người, 10 bàn nhưng mà giờ này là hết khách rồi. Buổi sáng rất là đông nhưng mà mình đi trễ quá cho nên là mình không quay được, nên là quán này chỉ có 10 bàn, bán rất đông, một ngày 40 ký bún. Bán sáng, bán chiều. Chiều mấy giờ bán Liên? 1 giờ đến 7 giờ tối. Thuê 1 tháng là 6 triệu phải không? Quán bún riêu này là quán bé Liên, hai chị em. Bún bò Huế giò heo, 178 Trần Phú, Buôn Mê Thuật. Ông chủ thợ may bữa nay không may sao đi bán bún vậy? Dạ, còn chứ. À, vẫn đi may hả? Dạ. Rồi, đi may vào giờ nào? Cắt đồ cho mấy đứa nó làm thôi. À, cắt đồ cho mấy đứa làm thôi hả? Đây là chủ thợ may mà bữa nay đi bán bún nè. Chứng tỏ bán bún rất là ngon. Mai mình đi bán bún. Vậy là 7 giờ rưỡi quay rất là đông phải không? Dạ. Mình không biết giờ này mình đi là 8 giờ rưỡi rồi. Cho nên là giờ này hết khách rồi. Ngày xưa này cô này bán cũng bán chung hàng với mình nè. Mình thì bán chè mà cô thì bán bún. Bây giờ cô chuyển sang bún bò. Hồi xưa bán bún riêu ở chợ Bún Mê Thuật. Bây giờ về đây thuê. Thuê quán bán 1 tháng 6 triệu. Hồi xưa là đồng nghiệp với mình á, nhưng mà mình chỉ bán chè. Chứ mình không có bán bún. Bán cho chị tô bún chưa Liên? À, rồi hả? Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu một năm mới dồi dào sức khỏe và thành công trong mọi công việc.